Hyper-Zester, một chiếc Zester được tạo ra bởi Z, không phải nhằm mục đích tạo những rider mới mà để nâng cấp cho những rider hiện tại. Z không mong muốn nó sẽ rơi vào tay của Tendo, nhưng một chiều không gian khác, một chiếc Zester đã đâm xuyên tất cả và đến với Tendo. Hyper Zester được tạo hình giống với Kabuto, nhưng là loại bộ Kabuto của tương lai, với phần sừng của nó vẫn là phần sừng. Những đôi chân đã bị thoái hóa và đôi mắt to hơn, với những chi tiết kim loại phủ khắp cơ thể và biểu tượng Z trên phần thân của Hyper Zester. Hyper Zester được tạo ra với khả năng du hành không thời gian mạnh mẽ hơn bất kỳ chiếc Zester nào khác. Gần như nó có khả năng di chuyển ở tất cả những thời không khác nhau và được triệu gọi nếu thật sự người sở hữu cần thiết tới nó. Sự phát huy được toàn bộ khả năng này chỉ có Tendo mà thôi. Điểm đặc trưng nhất Hyper Zester có lẽ đến từ phần thân giúp kích hoạt Hyper Clock Up, cũng như phần sừng của nó có thể gạt để chuyển hóa hình dạng Hyper Form. Đã có một chiếc Zester đại diện cho nâng cấp form thì chúng ta sẽ có một chiếc Zester làm vũ khí cho Rider, với một chiếc Zester mang tên giống với cách sống của Tendo, Perfect Zester. Một chiếc Zester với hình thù hết sức kỳ lạ, nó là một thanh gươm nhưng lưỡi kiếm của nó khá tròn bầu, nhìn giống một thanh kiếm chưa hoàn thiện. Kabuto sẽ triệu tập những Zester còn lại để tạo hình hình dạng On Zester Combine, tập hợp cả ba Zester là Derby, Ray lẫn Sasuke lên thành Perfect Zester, với Derby làm mũi gươm, Ray và Sasuke làm phần tay cầm cho súng cũng như là phần thân kiếm. Tất cả chúng cùng với Perfect Zester sẽ tạo một thể hoàn hảo. Tại sao Perfect Zester lại chỉ tập hợp Derby, Ray lẫn Sasuke mà không phải là Gatek, hoặc là những Kickhopper hay Punhopper, hoặc là Kabuto và Dark Kabuto? Vì bản chất của Perfect Zector là một Zector vũ khí. Ba chiếc Zector là Ray, Derby lẫn Sasuke là ba chiếc Zector đặc biệt liên quan trực tiếp tới vũ khí khi Rider của họ biến hình. Với Derby với ngòi chích cực mạnh, cũng như Ray là khẩu súng và Sasuke là phần độc được bơm vào thanh gươm của mình, hoàn thiện tên gọi Perfect Zector của chiếc Zector kỳ lạ này. Chiếc Zector này có hai trạng thái là súng và gươm, với từng đơn vị Zector khác nhau sẽ tạo những đòn tấn công đặc biệt. Ở hình dạng kiếm, khi sử dụng Hyper Blade Kabuto Power, anh ấy sẽ giải phóng nguồn năng lượng với lưỡi kiếm tích điện chém một đường cực mạnh vào kẻ thù. Đòn tấn công Hyper Sting sử dụng The P Power gắn vào đầu của lưỡi kiếm, dán vào người kẻ thù với hình dạng những mũi tim của loài ong. Đòn thứ ba Hyper Slash sử dụng Sword Power kết hợp Sword ở phần thân kiếm, kích hoạt độc chém nọc độc này vào người kẻ thù. Ở trạng thái thứ hai, trạng thái súng, đơn giản đấy chỉ là xoay tay cầm xuống góc nghiêng 90 độ tạo thành một khẩu súng. Ở trạng thái này, đòn tấn công thương hiệu là kết hợp với The Ray Power, giải phóng một nguồn năng lượng giống như một tia laser tấn công vào kẻ thù. Cả hai hình thái súng và kiếm đều có một trạng thái mang tên Combine Final Perfect Zester, kết hợp tất cả những Zester lại với nhau, với Derby là lưỡi kiếm, Ray và Sharkwood sẽ là phần thân trên và thân dưới của kiếm, với đòn tấn công tổng hợp từ thanh gươm mang tên Maximum Hyper Typhoon, bao phủ thanh kiếm bằng một lớp sừng năng lượng cực kỳ khổng lồ. Phạm vi tấn công của thanh gươm được tăng cao giúp anh quét sạch kẻ thù. Ở hình dạng súng, đòn tấn công sẽ chuyển đổi tên gọi thành Maximum Hyper Cyclone, tụ hợp tất cả những Zester dồn hết sức vào Perfect Zester, tạo ra nguồn năng lượng cực mạnh giống như một cơn lốc khổng lồ, phá hủy tất cả cũng như tiêu diệt toàn bộ Worm phía trước mặt. Phạm vi cực kỳ rộng và sức mạnh kinh hoàng của nó. Anh chỉ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của đòn tấn công này khi kích hoạt trạng thái giống với trạng thái hai bậc lốc cấp, nhưng thực chất chỉ là bật ra để dùng lực đẩy từ đôi cánh để không bị đẩy lùi bởi lực bắn từ đòn tấn công Maximum Hyper Cyclone. Đòn tấn công đó cũng kết thúc phần về hình dạng Hyper Kabuto.